Cô Ngọc Hiền xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ cho cả nhà về cái quá trình mà dạy của cô đó. Có những cái tình huống mà xảy ra khi mà các con học á, thì thường á, những cái bạn mà giai đoạn tiền tiểu học á, thì mình thường hay hỏi là đến đây để học cái gì. Có những bạn 3 tuổi đã học rồi, 4 tuổi và 5 tuổi, 6 tuổi là phải học. Như vậy cái chương trình của chúng ta không đơn giản là chỉ quan niệm là học tiền tiểu học là học chữ, học đọc, học viết. Và đa số 80-90% là phụ huynh của chúng ta khi đăng ký học tiền tiểu học là vẫn nghĩ là học viết chữ. Vì sao mà dạy sớm dữ vậy? Tuy nhiên cái chương trình của chúng ta nó rất là rộng luôn cả nhà. Không chỉ đơn thuần là học chữ thôi đâu ạ. Mà chương trình học của chúng ta khi các bạn 3 tuổi thì chúng ta sẽ học ở mức độ 2-3 tuổi. Ví dụ như các con á, về cái khả năng của con á, nói á, quý phụ huynh học sinh hãy quan tâm đến cái việc mà giao tiếp của con mình á. Chúng ta để ý nha. Ví dụ như có những bạn 2 tuổi là đã biết nói chưa? Đã nói được những cái gì rồi? Đó. Và 3 tuổi thì chúng ta phải là biết nói cái những từ gì, những câu gì rồi. Nên chúng ta phải quan sát kỹ. Và có những bạn á, mà chúng ta phát hiện trẻ quá, đến 2-3 tuổi mà vẫn chưa thấy nói chuyện, không có bình thường đâu, thì chúng ta sẽ tăng cường can thiệp và chúng ta sẽ đi kiểm tra cho con mình nhé. Và khi các bạn tìm đến cô á, có những bạn á, 3-4 tuổi rồi nhưng mà chỉ không nói ra thành lời được, hoặc là không nói từ đơn thôi, không có ghép được. 3-4 tuổi rồi mà không có ghép từ được đâu cả nhà. Thì lúc này chúng ta cũng buộc phải tìm hiểu và can thiệp cho con. Đó, cái ngôn ngữ phát triển của các con rất là quan trọng luôn. Cho nên khi mà 3 tuổi, 4 tuổi chúng ta can thiệp, phát hiện và can thiệp sớm để chúng ta dạy cho các con về phát triển ngôn ngữ, chúng ta biết nói từ đơn, từ ghép và chuyển qua những cái câu đơn giản là các con phải biết nói. Và bên cạnh đó chúng ta cũng chỉnh cho các con khi các phát âm á, các con phát âm không có rõ đâu. Ví dụ khi các con 5-6 tuổi tìm đến cô rồi, vẫn có những cái trường hợp rất là ok, tuy nhiên có những trường hợp phát âm không rõ, giống như a b c d d nhưng mà nói rất là không có rõ ràng, không có ra được cái âm vực gì hết. Mà 5 tuổi rồi vẫn chưa biết nói một câu luôn đâu ạ. 5 tuổi mà vẫn mới chỉ nói là một từ đơn, một từ hoặc là 2-3 từ ghép lại với nhau. Cái ngôn ngữ của con rất là hạn chế luôn. Thì lúc này chúng ta là phụ huynh và cô giáo cũng phải can thiệp cho các con để giúp cho các con phát triển về mặt ngôn ngữ. Vấn đề tiếp theo nữa mà chúng ta quan tâm cho các bạn giai đoạn tiền tiểu học đó nữa là cái cơ tay của các con đó cả nhà. Có những bạn khi mà tham gia với cô đó thì cái cơ tay con nó rất là cứng luôn. Ví dụ như khi chúng ta nói là con đưa cho cô một ngón tay đi, thì có những bạn đưa được. Nhưng khi đưa hai ngón tay là các con luôn lúng túng, các con không biết đưa lên như thế nào đâu cả nhà. Đó, ba ngón tay như thế nào? Ý là cái cơ tay con đang gặp khó khăn trong cái cơ tay của con nè. Thì cái lúc này chúng ta phải hỗ trợ cho con, tăng cường can thiệp cho con. Để làm gì? Để giúp cho cơ tay con được linh hoạt bằng cách là chúng ta chơi đất nặng nè, đất sét đó, cho các con nhồi nhiều lên. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa hỗ trợ được đâu. Thì chúng ta sẽ tăng cường tập cho các con những bài tập thể dục xong não mà bên cô Hiền đó. Trong quá trình học thì đầu vô cô sẽ test cơ tay, xem cái cơ tay của con có linh hoạt được hay không. Nếu như linh hoạt thì chúng ta mới tiếp tục cái chương trình vô tiền tiểu học. Còn nếu như không là chúng ta sẽ ngừng ngay tại đây. Và chúng ta sẽ tư vấn cho quý phụ huynh đó là phải áp vô cái chương trình luyện cơ tay cho các con bằng nhiều hình thức khác nhau. Và những cái hình thức này cô sẽ chia sẻ qua những cái video sau cho cả nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ để ý con mình là cơ tay, phát âm của con mình là thứ nhất nè. Đã ổn hay chưa? Về ngôn ngữ của con đã ổn hay chưa? Là chưa nói về cái phần nhận thức đâu nha cả nhà. Về ngôn ngữ trước cái đã nè. Rồi tiếp theo là cái cơ tay của con có linh hoạt hay không. Chúng ta hãy cùng quan sát chơi những trò chơi về cơ tay, xem tay của con ngón cái, ngón trỏ, ngón út có đưa được lên hay không. Có những bạn không đưa lên được luôn. Thì lúc này các con đang gặp khó khăn. Thì cái việc khó khăn này nó sẽ dẫn đến cái việc cầm bút á, viết không có được đâu. Rất là khó. Thì chúng ta sẽ tương tác những cái bài tập bổ trợ để cơ tay con được linh hoạt. Và có những bạn á, phải 1-2-3 tháng luôn á cả nhà, phải áp dụng những bài tập mà trị liệu cho cơ tay đó. Nói chung là phải vận động, tập thể dục cơ tay. Để lúc này làm sao cơ tay nó luôn liên kết với cái hệ não của con. Ví dụ như cái bàn tay nè mà nó có vấn đề thì chắc chắn cái hệ não nó cũng có vấn đề theo luôn. Trong video ngày hôm nay có 3 điều của Hiền muốn nói với cả nhà, đó là cái chương trình tiền tiểu học chúng ta có thể bắt đầu từ 3 tuổi rồi. Là nó không có đơn giản là chỉ học chữ, học viết thôi. Nhưng mà nó rất là nhiều cái điều để chúng ta học. Học để chúng ta phát
hiện những cái vấn đề mà con mình đang gặp. Và trong cái quá trình tương tác đó thì chúng ta mới phát hiện được, thì mình sẽ can thiệp sớm cho con, hỗ trợ cho con kịp thời cái giai đoạn vàng. Và thứ hai nữa đó là chúng ta hãy phát hiện là cái ngôn ngữ của con mình đó, nó đã ok hay chưa, hay là nó đang gặp trở ngại chỗ nào đó, thì cô sẽ tháo gỡ những cái chỗ này. Nếu như gặp vấn đề mà không bình thường thì chúng ta sẽ tiến hành can thiệp sớm cho các con, rất là nhiều phương pháp. Và vấn đề thứ ba nữa đó là chúng ta hãy quan sát cơ tay của con mình từ 0 đến 3 tuổi, 3 đến 6 tuổi xem có linh hoạt hay không. Nếu như không linh hoạt thì buộc chúng ta hãy tương tác can thiệp cho các con để làm sao mà cơ tay của các con, các ngón tay đều được vận động mà linh hoạt. Thì cái việc này hỗ trợ rất là hiệu quả cho các con khi các con lên tiền tiểu học và các con lên lớp 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cơ tay con mà linh hoạt thì cái quá trình học tập của con rất là thuận lợi luôn. Và quý phụ huynh hãy cùng để ý các con em của mình trong giai đoạn vàng từ 0 đến 6 tuổi nhé. Cô xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào những cái video lần sau nhé.